Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chúng tôi xin cập nhật thêm phần bí tích thứ 5, đó là bí tích xưng tội. Giáo hội dạy rằng, bắt đầu từ 7 tuổi, các con chiên phải đi xưng tội và sau đó mỗi năm ít nhất phải đi xưng tội một lần. Cả tội giáo phân biệt tội nhẹ và tội nặng. Tội nhẹ thì không cần phải thú tội, còn các tội nặng thì bắt buộc phải xưng tội để linh mục tha tội cho. Nếu không thì vĩnh viễn bị đọa đày nơi hỏa ngục. Danh sách các tội liệt vào loại nặng thì rất nhiều, từ những lăng nhăng về tình dục ra ngoài tiêu chuẩn của giáo hội cho tới không đi lễ nhà thờ ngày Chủ nhật hay đọc sách báo chống Cato giáo. Nghĩa là những sách báo nói lên sự thật về Cato giáo, vân vân. Điều khó hiểu đối với những người ngoại đạo khi dùng lý trí để suy luận và đặt vấn đề là một người sau vài năm học ở trường dòng ra được phong chức linh mục là tự động được Chúa ủy quyền cho thay thế để tha tội cho các con chiên. Dù rằng thực tế cho thấy Chúa chẳng có quyền tha tội cho ai, ít ra là đối với 2/3 dân số thế giới. Và trong rất nhiều trường hợp, chính xác linh mục cũng phạm tội như hay còn phạm tội nhiều hơn các con chiên nữa. Trên nước Mỹ có tới hơn 5.000 linh mục bị đưa ra tòa xử về tội cưỡng bách tình dục trẻ em và nữ tín đồ vị thành niên. Giáo hội đã phải bỏ ra hàng tỷ đô la để bồi thường cho các nạn nhân. Trong nhiều trường hợp, linh mục được thuyên chuyển đi một giáo xứ khác và vẫn thản nhiên làm dấu thánh giá và nói cha tha tội cho con. Với những tín đồ đến xưng tội, không thiếu gì trường hợp cha tha tội cho con, xong rồi cha đi vào nhà tù nghỉ mát về chính những tội mà cha đã phạm. Chúa nào trao quyền tha tội cho con chiên, cho các linh mục? Và quyền này ở đâu mà ra? Đó chẳng qua chỉ là điều giáo hội tự bày đặt ra, cho rằng Chúa có quyền tha tội rồi tiếm quyền Chúa để ngự trị trên đám tín đồ kém hiểu biết. Thật vậy, chúng ta hãy đọc linh mục mà Joseph McCarthy viết về bí tích xưng tội này. Joseph McCarthy toàn phần về cuộc hành lễ bí tích thống hối mà nhiều người khác gọi là xưng tội thật là vô dụng và ngớ ngẩn đối với trẻ con. Bí tích này chỉ để làm cho chúng thuần đi, rồi sau đó ít nhất là mỗi năm một lần chúng phải quỳ dưới chân của một linh mục để xưng tội. Nếu không sẽ bị vĩnh viễn đầy hỏa ngục. Thật là hiển nhiên, bí tích này cũng như bí tích hôn phối được tạo ra với mục đích chính là để kiểm soát hoàn toàn con chiên. Sau vài lời cổ võ, tôi làm dấu chữ thập với tính cách ma thuật và nhắc lại cái công đức trang nghiêm tha tội. Không phải là Chúa tha tội cho con, mà là ta tha tội cho con. Bí tích thú tội chắc sẽ giúp một số người, nhưng đại để hạ thấp những người khác. Nó chỉ là một sự cần thiết đau khổ, vô thưởng, vô phạt đối với tuyệt đại đa số. Cái tính chất tai hại của nó là sự ngu đần, khó tin được. Nó được chính thức bày đặt ra trong thế kỷ thứ 13 như là một giáo điều bắt buộc bởi các linh mục muốn kiểm soát hoàn toàn Âu Châu mà tín đồ Cato tin như là Chúa đặt ra. Cái ý nghĩa chủ yếu của nó, quyền tha tội của một linh mục trẻ Tây đã được thoa dầu, thật là thô thiển. Nó chẳng phải là như một số người ngoại đạo nhiều tình cảm đôi khi tưởng một phương cách tốt để cổ suý đạo đức. Linh mục mà MC Lowling trong cuốn Tội ác và vô luân trong giáo hội Cato
đã viết về bí tích xưng tội trong chương 14 như sau. Xưng tội bước đầu tiên trong sự nô lệ hóa đầu óc con người. Mặc dầu những lời long trọng tuyên bố cam đoan của giáo hội Cato rằng giáo hội là giáo hội duy nhất do Chúa thành lập, rằng giáo hội là hội thánh có thể và đích thực sự tạo sự thánh thiện trong những tín đồ, giáo hội Cato Roma trong quá khứ đã thất bại trong việc nâng cao trên đầu ngọn cờ đạo đức, và trong thời đại này của chúng ta, giáo hội tiếp tục chứa chấp che giấu nhiều người phạm tội trọng tội và nhiều kẻ tội lỗi hơn các giáo hội khác, hơn cả đám người không theo tôn giáo nào. Một sự giải thích có ý nghĩa về phần lớn những sự phạm tội của tín đồ Cato Roma nằm ngay trong cấu trúc của đạo Cato. Quy tắc ứng xử của giáo hội được xây dựng trên những lễ tiết và sự mê tín hơn là trên ý niệm tôn giáo chân thật, đạo đức theo lý trí tự học và tự kiểm. Cái lễ tiết quan trọng nhất để kiểm soát và phục hồi cách ứng xử của tín đồ là lễ xưng tội, còn được gọi là nhiệm tích thống hối. Nó là tột đỉnh của sự mê tín trong cái túi chứa những đồ lừa bịp và bùa phép của giáo hội từ nhiều thế kỷ. Lễ tiết xưng tội là một sự mê tín mà từ điển website đã định nghĩa như sau: một thái độ phi lý khốn cùng của đầu óc hướng về siêu nhiên, thiên nhiên hoặc Thiên Chúa, bắt nguồn từ vô minh, từ sự sợ hãi phi lý cái mình không biết hay không hiểu, một sự thận trọng bệnh hoạn, một niềm tin vào ảo thuật hoặc may mắn, vào sự hướng dẫn hoặc dẫn giải về thiên nhiên sai lầm của tôn giáo vô ngộ. Bất cứ niềm tin nào, quan niệm, hành động hay sự thực hành nào phát xuất từ một tâm cảnh như trên, một ý tưởng phi lý cố định, một khái niệm được duy trì mặc dù có những bằng chứng đối ngược. Thật là bất hạnh cho những tín đồ Cato sùng tín vì định nghĩa này áp dụng quá đúng cho cái mà chúng ta được dạy là một bí tích được Chúa Kitô thành lập để làm sạch hoàn toàn những linh hồn tội lỗi và khôi phục chúng về trạng thái được ân huệ. Có nằm trong chăn mới biết chăn nó có rặn. Không ai biết rõ đạo mình hơn những người ở trong đạo và nhận ra thực chất của nhiệm tích xưng tội. Linh mục mà Joseph M. Schaff và linh mục Emmet M. Lawling là người ở trong giáo hội lâu năm và đã làm lễ xưng tội cho không biết bao nhiêu tín đồ Cato. Nhận định của họ khó có thể nghi ngờ vì mục đích viết sách của họ là để vạch trần những mê tín dị đoan phi lý trong giáo hội, chứ không phải là để phỉ báng đạo Kitô. Lẽ dĩ nhiên đối với giáo hội thì họ hoặc bất cứ ai đưa ra những nhận định trái ngược với chủ trương kiềm hãm tín đồ trong vòng mê tín của giáo hội đều là những kẻ phản đạo hay rối đạo. Nhưng đối với giới trí thức, họ là những người được kính trọng hơn là các giáo hoàng, hồng y, tổng giám mục, giám mục và linh mục. Không còn lương tâm trí thức, nhiều người thú nhận bỏ giáo hội không có nghĩa là bỏ đạo, mà chỉ bỏ một định chế bất lương. Chúng ta cũng nên nhớ, trong những thế kỷ thứ 18-19, khi mà giáo hội Cato đồng hành với các thế lực thực dân để đi truyền đạo trong những nước yếu kém bị thực dân xâm chiếm, thì nhiễm tích xưng tội là phương tiện hữu hiệu nhất để các giám mục, linh mục khai thác lòng mê muội của đám tín đồ, cùng dân làm công tác tình báo. Chuyện này rõ ràng nhất ở Việt Nam. Lý do chính mà Tôn Thất Thuyết ra đạo luật chống Cato giáo năm 1885 là vì chính cái nhiệm vụ lấy tin tức tình báo của những cộng đồng Cato mới thật đáng sợ. Xin đọc Trần Lục, Thực chất con người và sự nghiệp của Bùi Kha và Trần Trung Ngọc, trang 121. Đó là cái phần thứ 5
mình xin nêu lên về cái bí tích rửa tội của cái tà đạo khốn khốn khổ này. Xin hẹn clip sau.